Bây giờ xin mời các bạn nghe bài viết của Nguyễn Lê, hồi ký chiến trường Trabzon. Tôi đặt chân xuống Trabzon vào một buổi chiều đầu xuân năm 1969, trời không một chút nắng, cuộc hành quân quá bất ngờ. Sáng sớm hôm đó, tôi hãy còn thong thả ngồi nhấm nháp cà phê đen khoan khoái ém từng hơi khói ban man đầu ngày, tán gẫu với trung sĩ Nhất Minh trong đài tác xạ thì pháo đội trưởng Nguyễn Văn Lức xuất hiện đột ngột trong bộ đồ ngủ. Tôi chưa kịp chào, đã bị anh lôi tuột ra phía trước, giọng anh gấp rút, chuẩn bị ngay một trung đội biệt lập, ngoại trừ ban đạn dược và tạp dịch. Các ban khác mỗi ban chọn một người lấy hết nhân viên hay khẩu chuẩn, bảo họ thực đưa trước nửa tháng lương khô tạm thời vậy, còn thiếu gì cứ bảo sẽ gửi sau theo chuyến tiếp tế. Chưa biết ớt giáp gì, tôi buộc miệng hỏi, à tác xạ truyền tin mang theo những gì, có mang đại bác đi không đích thân? Anh đáp, bảo nhân viên truyền tin mang theo một PRC-25 và một anten 292, còn tác xạ thì không, đại bác cũng không, nói mỗi người chỉ mang vũ khí quân trang quân dụng cá nhân thôi. Anh nhìn đồng hồ tay rồi nói tiếp, bây giờ mới 7 giờ, 2 tiếng nữa mình phải lên họp trên bộ chỉ huy hành quân. Nói anh em sửa soạn nhanh lên, lệnh thảo tất cả phải sẵn sàng trước 11 giờ để ra phi trường. Mấy mươi năm đằng đẵng trôi qua nhưng không hiểu vì lý do gì, căn cứ nhỏ bé do quân đội Hoa Kỳ thiết lập có tên là Islandsworth nằm trong vùng mỏ vẹt ngay trên biên giới Việt Miên. Với những dấu ấn đặc biệt của nó vẫn hãy còn đậm nét trong ký ức, có nhiều căn cứ lớn nổi tiếng trên đất Việt Miên Lào từng có dịp đặt chân đến cùng đơn vị chiếm đóng hoặc do đồng minh bàn giao lại. Nhưng nay tôi chẳng còn nhớ gì hoặc quên đi gần hết, riêng với Islandsworth thì không thể. Tiếng là căn cứ yểm trợ hỏa lực, người Mỹ gọi là Fire Support Base, nhưng Islandsworth chỉ do một đại đội dù và một trung đội pháo binh dù trấn đóng mà thôi. Cầm trong tay tấm bản đồ 1/50.000 vừa được cấp phát, tôi bước tới ghi vội tọa độ Islandsworth chiếu theo bản đồ trên chart thuyết trình. Ký hiệu quân sự trên ấy cho biết đơn vị bảo vệ căn cứ là một đại đội thuộc tiểu đoàn 11 dù và một trung đội của pháo đội A thuộc tiểu đoàn 2 pháo binh nhảy dù. Căn cứ nằm trên vùng địa hình có mấy vòng cao độ khác biệt hơn chung quanh, được hiểu như là một cái gò cao. Tên địa phương của nó mang âm điệu là lạ của xứ chùa tháp, Trappean Core. Pháo đội trưởng Nguyễn Văn Lức nghiêng người, bảo nhỏ, à, thắc mắc gì, cứ hỏi đi. Tôi nhìn anh lắc đầu, nhiệm vụ của tôi tương đối rõ ràng, mang nhân sự trung đội 1B1 vào thay thế cho nhân sự của trung đội 1A2 tại Islandsworth. Đơn giản thế thôi, tuy nhiên trong thoáng chốc một dấu hỏi khác lại hiện lên trong đầu. Tôi giơ tay. Thay đơn vị là chuyện thường, nhưng xin cho biết tại sao lại có vẻ gấp rút như vậy? Thuyết trình viên từ tốn. Islandsworth vừa bị pháo đa kích nặng sáng sớm hôm nay làm cho quân bạn thiệt mất gần một tiểu đội. Anh ngó thẳng vào mắt tôi tiếp. Trong số đó có thiếu úy Diên, trung đội trưởng pháo binh. Vì à, tiểu đoàn 2 pháo sắp trời dùng trong nay mai nên bộ chỉ huy pháo binh quyết định cho đơn vị của các anh vào thay ngay. Tôi nghe tai mình lùng bùng như tiếng sét đâu đó vừa nổ, không còn tập trung tư tưởng được, tôi cố gằm mặt xuống lẩm nhẩm kêu tên thằng bạn cùng khóa vừa hy sinh, Võ Thừa Diên. Pháo đội trưởng Nguyễn Văn Lước tiễn chúng tôi ra tận phi trường, anh vỗ vai từ giã từng anh em một, đến phiên tôi, anh tận tay trao 2 cây ban man dặn dò. Cẩn thận lo cho anh em, cần gì cứ gọi về, tôi cho người tiếp tế. Thái độ ân cần của anh lẽ ra làm tôi xúc động, nhưng trái lại khiến tôi không mấy thoải mái. Có một chút gì âu lo đó hiện lên trong ánh mắt, khiến lòng tôi thêm bất an. Chiếc C-47 mang phù hiệu Sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ có mặt đúng 11 giờ sáng hôm ấy tại phi trường Trảng Lớn. Chúng tôi chỉ vỏn vẹn 18 người cùng với vũ khí quân trang quân dụng cá nhân và một mớ lương khô, chiếm chưa hết lòng trực thăng. Qua khung cửa kính tôi thoáng thấy phố Tây Ninh, Cửu Trùng Đài và một góc núi Bà, phi cơ trực chỉ hướng Tây Bắc. Mây trời giăng lớp lớp, phi cơ vẫn giữ cao độ khoảng 100 bộ, con lộ dẫn về Cà Tum thoáng hiện rồi mất hút bên tay phải. Chúng tôi đang lướt đi trên cánh rừng dầu bạc ngàn, trải suốt từ phương Nam đổ dài về hướng Tây Thiện Ngôn. Từ lâu trong mọi cuộc hành quân, khi bước vào lòng phi cơ,
Loại phi cơ nào cũng vậy, tâm hồn tôi lại nông nao rạo rực như tâm hồn một thằng bé quê lần đầu tiên ra tỉnh. Nó tưởng tượng đủ thứ, hôm nay cũng không ngoài thông lệ, tôi đang ngồi tưởng tượng đến những khung cảnh mới, những chân trời lạ. Một khu vực hoang vu bạt ngàn, một gò đất cao giữa rừng xanh mênh mông chập chờn khói súng, đây đó rải rác những vệt máu thẫm đỏ, máu của bạn tôi, những vệt máu dần dà biến thành những con suối máu tróc rách chảy. Tôi đang mơ màng thả nổi cho trí tưởng tượng của mình làm việc, bỗng có tiếng ánh, nhân viên truyền tin lào xào bên tai. Huyền Mai Một gọi. Huyền Mai Một là tên pháo đội trưởng pháo đội B1 trong ám danh đàm thoại. Tôi chụp vội ống liên hộp. Nghe đích thân, pháo đội trưởng Nguyễn Văn Lước vẫn với giọng lo lắng. Nẹt tờ như kiểm soát anh em, mũ sắc áo giáp thật cẩn thận cho đến lúc vào tận trong căn cứ, đừng để sơ suất, nghe rõ không? Nói. Tôi đưa mắt đảo qua tất cả anh em mình một lượt rồi đáp. Đích thân yên tâm, sẽ hết sức cẩn thận, hết. Anh lại cất lời, nhưng nhiễu âm và tiếng động cơ ầm ầy khiến tôi chỉ nghe lẩm bẩm mấy tiếng chót. Chọc may mắn, hết. Tôi hình dung ra ngay nét mặt của anh và nghĩ rằng anh đang băn khoăn về một điều gì đó. Tôi trao lại ống liên hợp cho anh, chỉ đôi phút thì phi cơ đã lượn vòng. Qua khung kính lần đầu tiên, tôi nhìn thấy Islandsworth, nơi chúng tôi sắp hạ cánh. Nó có hình dáng rõ ràng của một tam giác cân, cạnh đáy ngó thẳng về một đầm nước rộng cỡ cái sân banh nằm ở hướng Tây Bắc độ hơn cây số. Japan Core đây rồi. Phi cơ hạ cánh trên một bãi đất nhỏ xíu có nhiều vệt hỏa pháo nấm đen ở phía nam ngoài căn cứ. Chúng tôi vội vã giúp nhau đưa quân dụng vào bên trong theo một con đường đất ngoằn ngoèo xuyên qua hàng chục lớp concertina dày đặc. Tôi chỉ có độ 10 phút để bàn giao đại bác đạn dược, vị trí pháo và các phụ bản liên quan đến việc yểm trợ hỏa lực. Người hạ sĩ quan phụ tá của Võ Thừa Diên dẫn tôi vào một căn hầm nhỏ chìm dưới lòng đất được dùng làm đài tác xạ trung đội. Một góc hầm bị sạt lở, chứng tích cuộc pháo kích của địch trong buổi sáng hôm nay, dọc theo những bậc thang gỗ dần xuống hầm, đó đây trải rác những vệt máu chưa được lau chùi, phải chăng đó là những giọt máu của bạn tôi? Hai khẩu đại bác 105 ly, M101 sân trần tri như màu áo ngụy trang của lính dù, nòng ở biểu xích số 0, một khẩu hướng về Bắc còn một khẩu quay về Tây Nam, chúng cách nhau trên dưới 30 mét. Lại là một khoảng cách bất thường theo nguyên tắc chiếm đóng vị trí. Điều bất bình thường đó lớn dần khi tôi cầm biên bản bàn giao bước vào từng khẩu đội để kiểm soát qua đạn dược. Hầm đạn khẩu đội ở đây có kích thước lớn hơn những hầm đạn khẩu đội tôi từng biết qua. Cũng không có chi lạ vì trên biên bản, ngoài 10 quả đạn khói WP, 10 quả đạn B-fuel, mỗi khẩu còn có xích xoát 200 quả đạn nổ đã được chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng. Không có đầu nổ chạm HE, đầu nổ VT, đầu nổ CVT, nhưng chỉ có đầu nổ cao mà thôi. Mặc dầu còn có rất nhiều dấu hỏi trong đầu, tôi cũng lẹ làng xót qua mọi vật rồi ký nhận, để người bàn giao còn kịp chạy ra bãi bốc vì chiếc CH-47 đã trở lại. Nó đáp xuống trong thoáng chốc rồi cất lên, len lỏi qua những cây thốt nốt cằn cỗi gần như trụi lá vì bom đạn rồi trực chỉ hướng đông. Lúc mới đến căn cứ không mấy lưu tâm nhưng giờ đây có dịp quan sát kỹ hơn, tôi nhận thấy các anh em bộ binh dù rất ư là cảnh giác. Lúc phi cơ hiện diện, hầu hết ở yên trong công sự chiến đấu của mình, một số ít có trách nhiệm bên ngoài đều mang mũ sắt và áo giáp thật cẩn thận. Bước vào một vị trí khẩu đội, ngó mớ đạn 105 ly nằm sắp lớp trong dãy hầm vòng cung bao quanh, trong tôi bất giác trỗng lên nhiều nghĩ ngợi. Như đã nói, ở đây chỉ tồn trữ một loại đạn mang đầu nổ cao điều chỉnh được, đầu nổ M564. Chúng đã được vặn về nhiều vị thế khác nhau từ 0.4 giây cho đến 1 giây. Những quả đạn nổ và những quả đạn khói WP đều mang đầu nổ cao tương ứng với tầm xa, chỉ đến hàng trăm thước mà thôi. Nhìn những quả B-fuel được tháo sẵn, loại đạn đặc biệt trong mỗi quả mang hàng ngàn mũi tên thép có công dụng chống các cuộc tấn công biển người, bất giác tôi như đờ đẫn.
Sáng hôm nay, tại Trung tâm Hành quân Bộ Chỉ huy Pháo binh Sư đoàn dù, nghe thuyết trình về công tác được giao phó vẫn chưa làm tôi suy nghĩ nhiều. Kế đó, những trấn an bất thường của pháo đội trưởng cũng chưa làm tôi nao núng lắm. Nhưng giờ đây, đống đạn Đại Bác trần trụi câm nín trước mắt lại có mãnh lực dấy lên trong tôi những cảm xúc hết sức lạ lùng. Tôi nghe như có một luồng khí lạnh đột ngột thổi tạt vào sống lưng của mình. Tôi nhận lệnh vào Trappean Corps bàn giao nhiệm vụ từ một trung đội của tiểu đoàn 2 pháo, và giờ đây tôi mới thật sự biết rõ nhiệm vụ của chúng tôi tại đây là gì rồi. Tiếng là một trung đội pháo binh hành quân, nhưng trên biên bản bàn giao, nghĩa là trên thực tế chúng tôi hoàn toàn không có một đơn vị bộ binh bạn nào trong tầm để yểm trợ. Hơn thế nữa, chúng tôi không được cung cấp phương tiện thích ứng để yểm trợ hỏa lực cho quân bạn theo điều kiện bình thường. Chúng tôi chỉ có một số đạn dược loại đặc biệt được chuẩn bị sẵn sàng để tự vệ, nói trắng ra là để tử thủ, vâng, để tử thủ mà thôi. Tôi trở vào đài tác xã thấy hạ sĩ Nhất Mai Viết Quế đang sửa sang lại bản đồ tình hình. Quế vừa làm vừa lẩm bẩm. Pháo đội A2 nói là mình khỏi phải yểm trợ ai hết, thiếu quý ạ. Vậy cũng khỏe. Tôi chỉ cười chưa kịp nói gì với Quế thì anh Bùi Quyền đã cho người gọi sang họp. Trước khi đi tôi kêu Ánh dựng lại anten 292 vì anten cũ đã bị mảnh đạn 75 ly không giật của địch chém gãy lúc ban sáng. Tôi dặn Quế. Bảo đại diện ban A và khẩu chuẩn bị ở đây chờ tôi lên họp bên kia về. Nhớ nói với họ căn dặn anh em đâu ở yên đó. Cần lắm mới ra khỏi công sự áo giáp nón sắt đàng hoàng nha. Những tưởng phiên họp có nhiều người, ngờ đâu chỉ có ba mà thôi. Hầm chỉ huy cũng là nơi cư ngụ của sếp Bùi Quyền không lớn hơn đài tác xã trung tâm pháo đội là bao. Từ lúc mới về trình diện sư đoàn dù, tôi đã được nghe anh em nhắc nhiều đến Tú Quyên, biệt danh của anh. Cái biệt danh đó mới nghe qua thật yểu điệu dễ thương sặc mùi mỹ nữ. Nhưng có dịp chạm mặt rồi mới biết là danh khác người xa lắm. Anh nghiêm nghị ít nói giọng nhỏ nhẹ từ tốn. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 dù Nguyễn Viết cần biệt phái một đại đội trấn giữ Islingsworth và đặc cử anh làm chỉ huy trưởng căn cứ. Vị trí thủ khoa khóa 16 trường võ bị quốc gia Đà Lạt không cho phép bất cứ ai nghi ngờ về khả năng của Tố Quyên trên lĩnh vực chiến đấu. Anh bắt tay tôi rồi giới thiệu trưởng toán liên lạc của sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ. Anh cố vấn da trắng này có một vết sẹo lớn trên chân mày trái. Tên anh cũng dễ nhớ, Ruiz. Tôi thấy mình bị quan sát từ đầu đến chân. Tố Quyên hỏi tôi biết gì về nhiệm vụ của đơn vị mình, và tôi đã trả lời ngay một cách quả quyết rằng tôi biết. Anh kể lại cho tôi nghe về cuộc tấn công của địch từ lúc tờ mờ sáng hôm nay bằng Đại Bác 75 ly SKZ, về tình hình tổng quát trong vùng và ý định của thượng cấp khi sử dụng chúng tôi trong kế hoạch này. Islandsworth là kết quả thai nghén trong trao đổi chiến thuật giữa quân đoàn 3, sư đoàn nhảy dù và sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ nhằm dụ địch đến để sử dụng hỏa lực tiêu diệt. Nó được thiết lập ngay giữa hai ngã xâm nhập của địch xuất phát từ Campuchia vào Việt Nam. Islandsworth có chức năng của một cọng gai nhọn nằm trong bàn chân địch. Tố Quyên nói, mẹo á, nó bày ra ý kiến đó, mấy sếp lớn của ta đồng ý thì ta cũng phải gồng mình tuân lệnh thôi. Trong trường hợp một căn cứ hỏa lực như thế này hẳn phải có một toán liên lạc pháo binh kề bên, nhưng ở đây thì không. Thế nên khi bàn đến vấn đề yểm trợ cho Islandsworth, Tố Quyên phân công, tôi phụ trách pháo yểm còn Ruiz trách nhiệm không yểm. Anh căn dặn chúng tôi phối hợp chặt chẽ để tránh trở ngại kỹ thuật và dẫm chân lên nhau. Anh hỏi tôi có được bàn giao lại các hỏa tập cận phòng của Islandsworth không? Muốn tôi phải tự mình nhận diện kiểm soát kỹ càng từng hỏa tập và nếu có thể được gọi điều chỉnh lại từng điểm một ngay trong hôm nay trước khi trời tối. Anh cũng cho biết không nên khinh suất di chuyển bên ngoài căn cứ và những ai cần đi đều phải được sự chấp thuận của anh. Anh căn dặn, tôi sẽ cho người sang giúp cậu sửa lại góc băng cờ bị pháo dập hồi sáng. Đừng quên bảo mấy thằng em, nếu không có gì tối cần chứ đi ra liêu biêu bên ngoài, tụi nó quan sát mình kỹ lắm đấy. Điều chỉnh lại tất cả các hỏa tập cận phòng xong, trời đã nhá nhem tối. Islandsworth được ba đơn vị pháo yểm trợ, trung đội 155 ly thuộc tiểu đoàn 250 pháo binh tại Bến Kéo,
và hai pháo đội 105 ly thuộc sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ đóng tại phía bắc và tây bắc quận Gò Dầu Hạ. Cả ba đơn vị pháo bạn cùng có mặt trên tần số đặc biệt, từng nơi một như không hẹn mà gặp, đáp lại điện văn sinh tác xạ và fire mission của tôi một cách nhanh chóng hơn tôi nghĩ. Những quả đạn chiều hôm đó khá chính xác, không tản đạn nhiều khiến tôi cảm thấy được một chút thoải mái. Tố Quyên và Bruce cũng ra khỏi hầm quan sát và theo dõi buổi tác xạ từ đầu chí cuối. Tôi cho các đơn vị pháo bắn kẹp hông thật sát. Lần lượt các hỏa tập cận phòng cũng đã ôm tròn Islandsworth. Đạn khói cao và khói chạm hỗn hợp làm những tia phosphor phủ táp lên những vòng concertina sát tuyến phòng thủ, khiến nhiều anh em bộ binh dù thất kinh la lớn. Còn nhớ rõ khi tra dấu cho Tố Quyên hay là hỏa tập cuối cùng đã bắn xong, tôi thấy anh giơ cao ngón tay cái. Bóng đêm xuống dần, Spooky bắt đầu thả chiếu sáng. Sống với sư đoàn nhảy dù hơn thập niên, được tham dự nhiều trận, chiếm đóng nhiều căn cứ, tôi thật sự chưa từng thấy một căn cứ hỏa lực nào có ưu tiên đến như vậy. Được soi sáng bằng đạn pháo đã là một điều tốt. Đằng này chúng tôi được chiếu sáng bằng phi cơ của không lực Hoa Kỳ, chẳng cần theo yêu cầu mà thường trực hàng đêm liên tục từ chập tối cho đến rạng đông. Thông thường các căn cứ hỏa lực của Hoa Kỳ đều test fire nhiều lần trong đêm bằng tất cả loại hỏa lực cơ hữu, từ vũ khí cá nhân cho đến vũ khí cộng đồng kể cả đại bác. Nhưng Tố Quyên đã không cho Islandsworth làm như vậy. Bù lại, 75% quân số phải ứng trực canh gác phòng tuyến và công sự. Theo khuyến cáo của Tố Quyên, tôi cho lệnh 3/4 nhân sự đơn vị mình ứng trực đêm. Nói trắng ra, cứ 3 người thức thì có 1 người được ngủ bình thường. Tôi đã gửi công điện về pháo đội báo cáo sơ lược tình hình. Ngoài những nhu yếu phẩm, tôi không xin gì thêm, chỉ yêu cầu tiền trạm pháo đội gửi tối đa cà phê và thuốc lá để chúng tôi có thêm phương tiện chống mắt trong những đêm dài sắp tới. Đêm đầu tiên, mặc dù mệt mỏi với quá nhiều công việc, tôi vẫn không cảm thấy mình buồn ngủ chút nào vì đầu óc khá căng thẳng. Chưa cần nghĩ đến những cảnh giác của Tố Quyên, chỉ mới nhớ đến mục đích thành lập Islandsworth là tôi như không thể ngồi yên được, còn nói gì đến ngã lưng. Tôi bước ra khỏi công sự để tìm một chút không khí thoáng mát. Mùa xuân nơi đây kể cũng lạ, ngày đầy mây mù và đêm thì đầy sao. Hỏa châu trôi lờ lững theo những cơn gió nhẹ từ phương nam thổi tới. Ánh đèn màu đỏ thẫm trên đỉnh Bà Đen xa xa vẫn chớp tắt đều đặn, tiếng hát của quế vang lên nho nhỏ. Bừng lên trong màn tối như mắt em sáng ngời, theo anh đi ngàn lối. Tôi ngắt ngang, lù mù thì có, tắt đèn rồi thì sáng ngời thế quái nào được. Quý lý sự, ha, được lù mù như ông thầy nói cũng còn đỡ. Đằng này thường thì em thấy nó nhắm tít lại chứ đâu có mở ra chút nào đâu. Tiếng cười của chúng tôi loãng hút trong bóng đêm mông lung. Đêm thứ hai, trời tối đã lâu rồi, tôi đang ngồi bên ly cà phê đen, nghĩ ngợi về một đêm dài trước mắt thì chuông điện thoại lại reo, giọng Tố Quyên vẫn từ tốn nhưng có vẻ gấp rút. Cậu sang đây ngay đi. Tôi chụp vội lấy nón sắt và chiếc đèn bấm. Khoảng cách có là bao, chỉ vài chục thước đường chim bay mà phải lòng vòng mất 10 phút theo lối đi quanh co chi chít kẽm gai. Phương pháp phân ngang tối đa các công sự chỉ nhằm mục đích duy nhất là chống đám đặc công địch. Có lọt vào đây chăng nữa chúng sẽ di chuyển khó khăn chứ không dễ dàng như bước vào chợ. Tố Quyên và Royce đang ngồi trên nóc hầm chỉ huy. Kề bên là hai chiếc máy hồng ngoại tuyến có hình dáng như những chiếc giác bàn lớn của ban địa hình pháo binh. Vừa ngồi xà xuống bên cạnh tôi nghe anh bảo nhỏ, xem quả tập 3. Tôi đưa mắt vào máy, chúng tôi cùng đặt tên cho các mục tiêu ngoài địa thế nằm trong tầm tản đạn hoặc ngay trên điểm nổ mà các đơn vị pháo đã điều chỉnh. Hỏa tập 3 ngoài địa thế là cây thốt nốt thứ 3 đến từ hướng bắc đi xuống theo chiều kim đồng hồ. Mặt sàn của ống kính hiện lên một màu vàng nhạt, điểm li ti những nhiễu ảnh. Thân cây thốt nốt lờ mờ nằm trùng lên trục dọc của mặt sàn. Chưa thấy có chi lạ, tôi lại nghe Tố Quyên thì thào. Quả châu tắt rồi, ngắm cho kỹ lại nào. Thân cây thốt nốt bây giờ hiện rõ hơn, bỗng nhiên tôi giật bắn người khi nhận ra một chấm đen lớn di chuyển chậm chậm theo trục dọc, tôi buột miệng.
Nó leo lên cây quan sát mình đích thân à? Tố Quyên đáp nhỏ. Đúng thế. Tôi trời mắt khỏi ống kính nồng nhiệt. Để tôi cho trực xạ. Tố Quyên lại hỏi. Có chắc thịt được nó trong một quả không? Tôi đáp. À, muốn vậy phải lấy yếu tố trước. Tố Quyên nói. Thế thì chớ bắn vội. Mai cậu cho điều chỉnh đi. Đủ yếu tố hẳn hay. Đêm đó mải mê với chiếc máy hồng ngoại cho gần đến sáng, tôi ghi nhận được bốn mục tiêu xuất hiện nhiều lần để quan sát Island Wharf. Đó là bốn cây thốt nốt mọc cận vòng đai phòng thủ, một ở hướng đông bắc và ba ở hướng đông nam. Sau mấy giờ ngủ mê mệt, tôi đến từng khẩu đội chuẩn bị yếu tố trực xạ. Điều may mắn là chúng tôi có rất nhiều mục tiêu khác hướng nhưng cùng tầm xa. Tôi cho từng khẩu điều chỉnh trực xạ vào các mục tiêu mới để lấy yếu tố chính xác về tầm. Tuyệt nhiên không đả động gì đến mục tiêu sống trong đêm qua. Chắc là địch có mặt thường trực đâu đó chung quanh Island Wharf, nên hoạt động ầm ĩ thế này của chúng tôi không thể nào qua mắt chúng được. Quả đúng như tiên đoán, sau đó mấy đêm liền không thấy địch xuất hiện ở bất kỳ hỏa tập nào. Đêm thứ năm, tôi bắt đầu chán chiếc máy hồng ngoại thì Tố Quyên lại gọi sang, anh bảo Ruiz giao máy cho tôi. Thoạt nhìn vào tôi hết sức xúc động nhận thấy địch lại có mặt ở hai trong bốn hỏa tập đêm đêm. Tôi hằng theo dõi, chúng đang leo lên leo xuống. Tôi hỏi anh muốn bắn mục tiêu nào? Tố Quyên đáp ngay, bắn cả hai, TOT nha. Ý của anh là cho đạn nổ cùng lúc, time on target trên hai mục tiêu. Tôi trở về âm thầm cho hai khẩu đội ghi nhanh yếu tố lên súng. Tôi nói âm thầm vì rằng chúng tôi tuyệt đối không sử dụng đèn bấm một cách bình thường trong lúc ghi yếu tố về hướng và về tầm cũng như chuẩn bị đạn dược. Tất cả các đèn bấm tại khẩu đội được che kín gần hết ánh sáng bằng băng nhựa. Dự phòng cho trường hợp này, ban ngày trong mỗi mục tiêu chúng tôi có đại bác nhắm vào vật định sẵn, dễ thấy nhất trong phạm vi khẩu đội. Nói thì đơn giản vậy nhưng khi làm việc cũng nhiêu khê lắm và đây là cơ hội tốt để chúng tôi ứng dụng những hiểu biết của mình vào kỹ thuật trực xạ đêm. Khác xa với lối tác xạ gián tiếp thông thường, Tố Quyên muốn trực xạ TOT vào hai mục tiêu trên hai hướng khác nhau. Nếu chúng khác biệt nhiều về tầm xa, dĩ nhiên sẽ bị giảm đi yếu tố bất ngờ vì tiếng đạn trời nòng sẽ không cùng lúc. Cũng may chúng tôi đang chuẩn bị vào hai mục tiêu cùng tầm xa nên không có gì là trở ngại. Hai khẩu lần lượt báo cáo từng yếu tố đã sẵn sàng. Tôi thì thào ra lệnh trong điện thoại. Trung đội chú ý, bắn! Hai quả đại bác 105 ly mang đầu nổ cao M564 trời nòng, cùng lúc là nổ một lượt tại hai mục tiêu khác nhau, điểm nổ cao cách mặt đất 5 mét. Ngay sau đó Tố Quyên gọi cho hay bóng địch đã biến mất trên mặt sàn hai ống kính hồng ngoại. Dự phòng địch trở lại thu dọn chiến trường, tôi cũng yêu cầu các đơn vị pháo bạn bắn quấy rối từng nửa giờ một tại các điểm cận phòng gần hai mục tiêu vừa kể cho đến khi trời sáng. Tờ mờ sáng hôm sau, toán lục soát quanh căn cứ đã tìm ra 6 xác giặc ăn vận theo kiểu chính quy, tịch thu được 4 khẩu AK-47, còn thêm nhiều vết máu dẫn dài về bìa rừng. Tôi vái thầm hương linh thằng bạn. Diên ơi, sống khung thác thiên nhớ về phù hộ để tụi tao rửa hận cho mày. Rồi tôi đi ngủ, một giấc ngủ ngày tròn trịa nhất kể từ lúc đặt chân xuống Trappian Core đến giờ. Đã là người lính chuyên nghiệp, chúng tôi có bổn phận phải ước tính, tiên liệu đúng cho đơn vị trong quyền hạn của mình. Từng việc liên quan đến đời sống quân ngũ, từ vũ khí đạn dược đến quân trang quân dụng và thực phẩm. Tóm lại, phải lo đủ mọi việc cho sinh hoạt của đơn vị mình, nhất là khi đơn vị đang hành quân. Tuy nhiên, có điều bất thường về thực phẩm đã xảy ra trong cuộc hành quân này. Phải thành thật thú nhận pháo đội trưởng Nguyễn Văn Lước và tôi ước tính sai, chúng tôi đã chở củi về rừng. Ngay trong ngày đầu, tôi nhận thấy số lượng lương khô Mỹ do trung đội thuộc pháo đội A2 bàn giao lại nhiều gấp đôi số lượng lương khô quân tiếp vụ chúng tôi đã mang theo. Chưa hết, ngoài số đạn đại bác, chúng tôi còn được sư đoàn 1 không kỵ tiếp tế lương khô mỗi tuần một lần đầy đủ, với cấp số như là một trung đội bộ binh. Tôi dặn hỏa đầu vụ cất số lương khô Việt Nam lại và ngày ngày chỉ cho anh em sử dụng khẩu phần Make in US mà thôi. Thoạt đầu phe ta rất ư là khoái chí, nhưng cái gì thừa mứa quá thét rồi cũng sinh nhàm. Dần già đa số chỉ lãnh phần ăn cho có lệ, nên thặng dư mỗi lúc một nhiều.
người lính Việt Nam Cộng Hòa vốn không to con cho lắm, hơn nữa nơi đây lại không có điều kiện vận động cơ thể, thường chỉ lo trực gác ăn và ngủ nên chẳng mấy chốc, căn hầm chứa lương khô của nhà bếp đã đầy ứ. Nếu Islandsworth gần xóm làng, phe ta còn có thể du di đổi chác. Đằng này sống cô tịch giữa rừng hoang, mỗi người không tài nào tiêu thụ mỗi khẩu phần thặng dư, cũng như không còn muốn ăn lương khô của đồng minh nữa, nên thỉnh thoảng tôi lại được nghe những mẫu đối thoại nặng tính mặt cả chợ búa như sau. Ê, tao đưa mày nguyên phần recession để ra cho tao hộp thịt hay con heo nút lưỡi chịu không? Ê, đâu có được nè. Bỏ đi tám, bắt nọn hoài, một phần rưỡi nè. Cũng không được hả? Thôi, hai phần ngang. Theo sau là chuỗi cười cầu tài, vô thưởng vô phạt. Chúng tôi còn tiếp tục hành quân, lấy đêm làm ngày trong ngót 2 tháng nữa. Bên ngoài căn cứ địch cũng vẫn di chuyển từ Campuchia vào Việt Nam dọc hai bên hông Islandsworth theo hướng Bắc Nam. Về đêm chúng tôi thường nghe nhiều tiếng động, thấy nhiều ánh đèn xuất hiện tận phía rừng xa. Mỗi lần như vậy, điều Islandsworth có thể làm được là cho Rouge gọi phi cơ không kích hoặc báo về trên. Phần tố quyên, anh chỉ cho đơn vị pháo binh chúng tôi phản ứng khi thấy rõ địch xuất hiện ngay trên những hỏa tập tiên liệu mà máy hồng ngoại có thể ghi nhận được. Ngoài ra chỉ yên lặng báo cáo và chờ. Tuy nhiên địch đã chẳng ào ạt kéo đến tấn công săn bằng nhổ cái gai nhọn Islandsworth như thượng cấp và mọi người tiên đoán, mà chỉ bám sát rình rập theo dõi, y hệt như một cuộc chơi game. Trong suốt thời gian trinh sát sau đó, địch không bao giờ tái xuất hiện ở những mục tiêu chúng từng bị vấy máu. Ước tính này được phối kiểm nhiều lần đã giúp ích phe ta rất nhiều. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng yếu tố trực xạ vào tất cả những cây thốt nốt, những cao điểm đặc biệt ngoài địa thế quanh căn cứ trong tầm quan sát của máy hồng ngoại. Nên mỗi khi địch xuất hiện là pháo binh có việc làm, cũng như sáng hôm sau, toán lục soát tuần tiểu tìm thấy không nhiều thì ít thi hài địch và chiến lợi phẩm. Những phiền muộn bực dọc trăn trở lo nghĩ, nhất thời được đưa hết vào nòng 2 khẩu đại bác giữa rừng tranh Trappean Corps. Kết quả ghi nhận trong 11 bản tuyên dương công trạng trước quân đoàn và sư đoàn do Tố Quyên đề nghị sau này cho trung đội pháo 1B1, tuy khiêm nhường so với các chiến trường khác, nhưng theo tôi cũng nói lên được một chút gì đó tạm đủ để phục thù cho bè bạn đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống trên vùng đất hoang dã điều hiu này. Chúng tôi triệt thoái khỏi Islandsworth vào một buổi mai hanh nắng, gió se người từng cơn thổi về từ bên kia biên giới. Trung đội pháo 1B1 trở lại Tây Ninh chỉ với 2 khẩu đại bác 105 ly trần trụi. Toàn bộ đạn dược được giao lại hết cho toán công binh Hoa Kỳ. Chiếc Chinook CH-47 vừa cất cánh khỏi mặt đất, tôi vội nghiêng người qua khung kính, ngắm Islandsworth lần cuối. Trong thoáng chốc, lòng bỗng dâng lên cảm giác bùi ngùi của những lần chia tay trong đời. Bên dưới, hình ảnh vẫn y như ngày nào, vẫn cái tam giác cân bé bỏng được bi kính bằng vô số vòng concertina nhọn hoắt và mền bẫy giữa thảm tranh bạc ngàn sần sùi loang lở bởi những vết bom đạn. Tôi chợt nghe như thảng thốt đâu đó có tiếng người kêu cứu. Toán công binh của sư đoàn 1 không kỵ đã sẵn sàng. Một chốc nữa thôi, Islandsworth sẽ chìm trong biển lửa. Những giọt máu của bạn bè, của đồng đội tôi rồi đây cũng sẽ biến thành hơi bốc lên, bay theo mây khói về vùng trời vô định. Cái tam giác cân cô đơn đó nhỏ dần, rồi sau cùng mất hút khỏi tầm mắt. Tôi lặng người đi trong hồi ức và kỷ niệm. Vĩnh biệt Islandsworth, vĩnh biệt Trappean Corps. Tác giả Nguyễn Lê. Trappean Corps, biên thùy miên Việt mịt mờ lửa đạn, ngẩng mặt nhìn hỏa châu leo lét sáng, đỉnh điện bà đèn máu 9 tầng mây, thiếu em trống vắng vòng tay, xa em ta nhặt đắm say gửi về. Trappean Corps, thương biết mấy suối tóc huyền mềm mại, nhớ vô cùng bờ môi em nóng cháy, chinh chiến ngút ngàn chưa cắt lứa đôi, áo hoa đập ướt mồ hôi, giày xô dấn bước bên trời biên khu. Trappean Corps, ngồi chờ giặc giữa rừng tranh heo hút, đêm từng đêm sóng tình lên thao thức, ước nguyện yên lành bao phủ đời nhau, mắt em lấp lánh hỏa châu, tình yêu mũ đỏ dạt dào trời khuya.
Campuchia 1970, Nguyễn Lê. Địa danh căn cứ hỏa lực Island Squad hướng Tây Bắc đặc khu mỏ Việt nằm bên biên giới Việt Miên. Xin cảm ơn các bạn.